Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em 3 bài tập để giúp lưng hết gù ngay tại nhà mà không cần đến phòng tập nhé. Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cho cơ lưng của anh em bị gù đó là anh em không kiểm soát được nhóm cơ lưng giữa. Ở bài tập này chúng ta sẽ tác động rất nhiều cho phần cơ lưng giữa. Bài này thì setup đơn giản thôi, anh em sẽ nằm xuống sàn này, để hai tay giống như hình chữ Y, cằm tì sát ngực, sau đó từ từ nhấc hai tay và thân người lên, cố gắng cảm nhận phần cơ lưng. Bài thứ hai, anh em vẫn nằm dưới sàn cho mình, chỉ khác là tay anh em sẽ để ngang bằng vai, sau đó cằm tì sát ngực và từ từ nhấc hai cánh tay của chúng ta lên, giữ nguyên phần thân người, anh em sẽ thấy phần lưng chuyển động rất là rõ. Tập động tác này giúp anh em vừa giãn được cơ ngực và khỏe cơ lưng. Bài tập thứ ba, anh em sẽ tập gồng và giữ cho bả vai của mình luôn luôn mở, ép sát vào nhau. Anh em sẽ kiếm một bức tường cho mình nhé, tay để sát chạm tường này, sau đó đẩy từ từ lên, thở ra, xuống, hít vào. Yêu cầu ở đây là toàn bộ phần tay của chúng ta sẽ tiếp xúc với bức tường. Mấy bài này thì vô cùng đơn giản và đảm bảo là anh em sẽ tập luyện rất hiệu quả.